nhà. Như bài đăng trước đây, đây em đã đăng ở trong nhóm đó. Đó là về cách để chúng ta có một giò lan đẹp và dễ bung mầm khỏe, dễ tốt phát triển cho cây. Đó, thì hôm nay em xin phép được quay với cả nhà một video rất nhỏ thôi của mình, xin phép chia sẻ kinh nghiệm của bản thân em sau một thời gian trồng lan, chơi lan và thử nghiệm những cái loại thuốc, những loại phân bón để mà chăm sóc chính những cái giò lan của mình. Đó, thì hôm nay em xin phép với cả nhà sản phẩm theo em nghĩ nó là rất tốt cho lan nhà mình. Nó giúp cây lan của mình có một bộ rễ đâm chồi phát triển cực kỳ tốt. Như các bác có thể thấy đây là hai giò lan mẫu em đã sử dụng, cũng được khoảng đôi tuần rồi. Vâng, các bác có thể thấy đẹp bộ rễ của nó, rất là thích, thích rất là thích luôn. Đây là hai cái hai gốc phi điệp nhỏ của em, đây là giò Hawaii phi điệp rực em. Vâng, các bác có thể thấy đây, bộ rễ của nó đây, rất là thích luôn. Các bác có thể chìm nữa một hai giò nhỏ nữa. Đó, vâng, các bác có thể nhìn lá của nó đấy, rất xanh, dày, chắc. Đây là cái, vâng, và trên đây là hai phi em cũng mới kích lên thôi, thì nó cũng đang phát triển rất là tốt, cũng bắt đầu ra rễ. Đó, dưới đây nó cũng đang bật trụ mầm thêm hai cây của tôi, dự là sau này sẽ tách ra, mà chắc cũng phải để cho nó lớn một chút. Đây là cây trên thân, mầm gốc thì năm nay của em ra được hai mầm gốc, phát triển rất là tốt. Đó, vâng, nó dễ, cứ là như các bác xem rồi. Rất là thích luôn ạ. Đây là một kiến rực em lấy năm ngoái thôi, nhưng mà có vẻ như nó không được tốt cho lắm, cũng ra được một mầm nhỏ và cũng bắt đầu phát triển rễ rồi, cũng bắt đầu có rễ ra, hy vọng là nó sẽ sống tốt. Và lan man nãy giờ thì em trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Vâng, và sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu với các bác đây là Vuyu. Vâng, các bác nhìn thấy đấy ạ, nó giúp rất dễ. Đấy, lại đây là của cái video của em. Đó, Earth Care Liquid. Đó, bung rễ bần mầm. Theo như thông số của nhà sản xuất thì nó sẽ giúp là cây ra rễ, bật nhiều mầm chồi, xanh đẹp lá, kháng phèn. Nói chung là nó sẽ giúp cây mình có một cái, có cái khả năng gọi là kháng nấm khuẩn, phục hồi cây và giúp cây ra rễ phát triển tốt. Đó, với cái này theo bộ sản phẩm cho các bác nhé. Đây là một lọ, và một lọ nữa của em thì em dùng song song luôn. Đó là các loại si son này, là tốt rễ để nhánh. Và ba loại này thì các bác cứ dùng là, đối với liều lượng của cái sản phẩm này thì các bác có thể dùng là 1 ml trên 1cc trên 1 lít nước. Đó, các bác cho 1cc của Ori. Đấy, cho với 1 lít nước tỷ lệ các bác tưới cho vườn lan nhà mình. Như thời điểm em quay video này đó là lúc tối rồi. Bây
giờ là gần 7 giờ kém rồi. Trên em nó nóng, rất nóng. Phải nói là những thời gian gần đây rất là nóng. Em định quay sớm cho các bác nhưng mà chắc phải đến bây giờ mới gọi là có thể mát trời để mang lan ra tưới để quay luôn cho các bác. Đó, một lọ Ori này dung tích của nó là theo ở trên lọ đó là 100 ml. Đó, các bác cứ tỷ lệ là 1cc thì đến 1 lít nước các bác tưới. Đó, và dùng Ori trước đó, và sau đó sẽ dùng cái sản phẩm này Sisol. Thời gian thì các bác phun cho em cách nhau một tuần nha các bác nhé. Đó thì sẽ giúp cái cây của mình nó phát triển tốt nhất, mà ra cái bộ rễ cũng như là theo em nghĩ thì em ít khi dùng phân nước. Em chủ yếu là phân cái diện phân qua lá em ít dùng lắm. Có chăng thì em dùng thêm một ít super thai thôi. Còn lại thì em chủ yếu là giúp cái bộ rễ của cây nó tốt. Rễ nó tốt thì nó mới ăn ra, nó phát triển, nó mới ra cái giá thể, và nó hấp thu chất dinh dưỡng mà mình để sẵn ở trong chậu rồi thì cây mới phát triển tốt được. Đấy, chứ em thì em không phủ nhận đâu, nhưng mà riêng nhà em thì em ít dùng phân bón lá, chủ yếu là dùng các sản phẩm giúp cây hấp thụ tốt, ra rễ tốt và phát triển. Em trước đây thì cũng có dùng qua là Hùng Nguyễn và kết hợp cùng với nó là B1. Hai sản phẩm này cũng rất tốt, em nghĩ là rất tốt các bác phát triển cái cây lan của mình. Nhưng mà sau một thời gian dùng thì em có một bác chị, gọi là một chị hướng dẫn là giới thiệu cái sản phẩm này, em cũng nghe theo một bộ sản phẩm mà em thấy là cực kỳ tốt. Đó, em thì không phải quảng cáo đâu, vì em không phải là nhà bán cung cấp phân bón hay là vật tư gì, em đơn thuần chỉ là người chơi lan thôi. Thì em thấy hai cái sản phẩm này rất là hay cho các bác dùng. Đó, bộ sản phẩm luôn các bác có thể dùng lâu dài để nó đầu tiên nó là kích rễ để nhánh. Đấy, nó để nhánh cây rất là tốt, và sau là nó cũng là kháng nấm kháng khuẩn, cây phát triển đầy hơn. Và video của em xin dừng tại đây. Đó, em sẽ bây giờ em sẽ phun tiếp đối với những cái chậu lan của mình. Đó, và xin hẹn các bác hai ba tuần nữa em sẽ quay tiếp một video nữa về cái gọi là cái thành quả của cái giò lan đây của mình. Em gọi là mới ghép được 1-2 chậu kỳ non. Nó hơi tối nhưng các bác không cảnh để mà phun cho nó luôn. Để mình đã pha sẵn ra một chai đây rồi. Đó, mình sẽ phun trực tiếp lên lan này. Đó, các bác có thể phun trực tiếp lên luôn. Đấy, và nên phun vào buổi chiều tối. Đấy, thì đã tắt nắng, thời điểm tốt nhất theo em nghĩ tốt nhất đó là chiều tối và sáng sớm. Đó, để cho cây nó cuối là cây có thể hấp thu tốt nhất, có thể có chất dưỡng chất cung cấp. Các cụ nói rồi, nhất nước nhị phân tam cần tứ rộng. Cái thời điểm tưới cây vẫn là cái thời điểm có thể nói là rất quan trọng cho mọi người. Đó, mình rất là thích. Và em xin phép được dừng video đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ em. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.